bạn khán giả của VTV Cup, các bạn khán giả của On Football thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với cung điện kinh tại thành phố Hà Nội để chứng kiến trận đấu được đánh giá là trận chung kết của mùa giải giữa những đội bóng đang xếp đầu trên bảng xếp hạng của giải vô địch quốc gia HD Bank. Thái Sơn Nam vốn dĩ đã là một thế lực lớn trong làng Futsal Việt Nam nhiều năm trở lại đây. Trong khi đó thì Thái Sơn Bắc đang cho thấy được sự tiến bộ vượt bậc ở mùa giải này. Trận đấu đã được bắt đầu và trong hiệp đấu đầu tiên, các cầu thủ Thái Sơn Nam trong trang phục màu trắng ở phần sân bên phía tay phải mảnh nhỏ của quý vị và các bạn của các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Phạm Đức Hòa, vẫn là Phạm Đức Hòa. Trong trận đấu với Saco thì Đức Hòa đã có một bàn thắng không tưởng ở một góc sút cực hẹp. Đó là một tình huống tấn công dọc theo phía hành lang phải. Còn đây lại là một tình huống tấn công dọc theo hướng cánh trái. Đức Hòa, hai đội bóng này đã quá hiểu nhau, rất nhanh. Bàn thắng tuyệt vời của Thịnh Phát, pha bóng quá hay của Thịnh Phát, Đức Hòa và các cầu thủ Thái Sơn Nam. Một pha dứt điểm trái phá, chúng ta cần phải được xem lại pha bóng này một lần nữa. Rất đẹp mắt, rất nghệ thuật, cú hất bóng rất vừa tầm của Đức Hòa. Pha di chuyển thông minh và cú bắt vô lê trái phá của Thịnh Phát. Tuấn Sù bắt bóng nguy hiểm, Lý Đăng Hưng, Châu Đoàn Phát, cơ quá đơn giản đối với Nguyễn Minh Chí. Một tình huống phối hợp có thể nói là cực kỳ bài bản và giả dơ của Thái Sơn Nam, và đặc biệt là nhịp tấn công thì hoàn hảo. Lý Đăng Hưng, vẫn là Lý Đăng Hưng, tốc độ của Lý Đăng Hưng. Rất tiếc là Minh Chí đã không vào kịp. Goal! Một tình huống di chuyển và phối hợp hay của các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Văn Tuấn. Văn Tuấn luôn rất ấn tượng với những tình huống xử lý và những cú sút căng như kẻ chỉ bằng chân trái chân thuận của cầu thủ này. Văn Tuấn quê ở Bắc Giang, gia nhập Lò Viettel từ khi còn rất nhỏ, khoảng điểm từ xa của Phạm Văn Tú. Bấm bóng rất điệu vệ. Goal! Không vào. Phạm Văn Tú là người đã cứu thua cho các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Rất hay của Phạm Đức Hòa. Ở tư thế trượt trụ, ngã người. Phạm Văn Tú. Phạm Văn Tú rất lợi hại với những đường truyền dài có độ chính xác cao. Những đường truyền mà tạo cơ hội cho các pivot dứt điểm trực tiếp. Hoặc nếu như thủ môn đối thủ mất tập trung thì rất có thể đó sẽ là một tình huống dứt điểm thẳng về phía khung thành của đối phương. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm nhanh của Dương Ngọc Linh. Phạm Văn Tú. Nguy hiểm. Vẫn là phản xạ tuyệt vời của Hồ Văn Thú ý cứu thua cho các thủ Thái Sơn Nam. Anderson đã có một tình huống bỏ bóng rất quái. Lần này thì Hồ Lý đã phản xạ nhanh và cứu thua bằng chân. Phạm Đức Hòa, đường chuyền cột hay, đúng bài. Đơn giản, đó là một pha phối hợp kinh điển và đúng bài của Thái Sơn Nam. Bóng được xuất phát từ Hồ Văn Lý. Đường chuyền cột 2, đúng nhịp, đúng lực của Phạm Đức Hòa đã được Trần Tuyên tiếp ứng một cách hoàn hảo. Chính xác là đá góc. Dứt điểm. Quả vừa quá hay của các cầu thủ Thái Sơn Nam, nhưng rất tiếc là Thịnh Phát đã vào chậm mất nửa nhịp. Một tình huống phối hợp rất bài bản. Đường truyền cực khéo của Phạm Đức Hòa. Hôm nay là một ngày thi đấu rất cao. Đó là cứu bóng không thành công của Ngọc Ánh. Một bàn ấy đã cứu thua. Dứt điểm quen thuộc sở trường của Thành Tín. Thành Tín luôn có được những pha ra chân bằng chân trái cực kỳ uy lực và hiểm hóc. Một cú đá ở tầm thấp rất chất lượng đến từ Văn Tuấn, người có thể nói là bạn cực kỳ thân thiết, nhưng vẫn đang diễn ra rất căng thẳng. Chúng ta xem lại cú cứa lòng điệu nghệ của Văn Tuấn, người có biệt danh là Tuấn Su. Bóng đã chạm vào mép ngoài cột dọc. Cắt bóng là Mạnh Dũng, 2-2.
Ở thời điểm rất căng của Mạnh Dũng nhưng bóng đi thẳng vào vị trí của Phạm Văn Tú. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm của Mạnh Dũng và sự tập trung của thủ thành Phạm Văn Tú. Thân Văn Quang nguy hiểm, không được. Rất tiếc là Hoàng Sĩ Linh lại dứt điểm hơi nhẹ ở tình huống đá bồi. Trước đó là một pha phối hợp rất tốt của các cầu thủ Thái Sơn Bắc, cú bắt vô lê sở trường của Từ Minh Quang. Bóng đi bật đất khó chịu, bóng trôi qua một rừng người. Anderson, ôi! Lần này thì đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 và người ghi bàn là Hoàng Sĩ Linh. Cái duyên ghi bàn của Sĩ Linh trong những trận đấu gần đây trong màu áo Thái Sơn Bắc đã được phát huy. Cho dù Linh thi đấu không thực sự nổi bật ở trận đấu này, nhưng ở pha bóng này thì Linh đã chấp thời cơ rất nhanh. Cầu chơi bước một điệu nghệ và sau đó là một cú tâm bóng kỹ thuật vượt qua được sự truy cản của Hồ Ní và cả phát cột. Pha xử lý cá nhân rất hay của Hoàng Sĩ Linh và cùng với đó cũng phải có lời khen Ngọc Ánh. Vẫn là Ngọc Ánh bất ngờ ở góc gần. Ngọc Ánh đang chơi rất hay ở trận đấu ngày hôm nay và dứt điểm có chủ đích đưa trái bóng về phía góc gần. May mắn cho Hồ Văn Ý và Thái Sơn Nam, đó là bóng đi chạy cột dọc trong gang tấc. Đa Hải, Công Đạt, quá hay. Rất tiếc là cú trích mũi giày của Công Đạt hơi nhẹ. Thân Văn Phan, thêm một lần nữa bóng đi sát sát cột dọc bên phía tay phải của thành Hồ Văn Ý. Văn Vũ, Đăng Hưng, phát cột quá đẹp với bàn thắng vừa rồi của phát cột. Một tình huống ghi bàn có thể nói là không tưởng, một cú đá cực kỳ đẹp mắt và vô cùng bất ngờ. Có vẻ như người ghi bàn là Dương Ngọc Linh. Dương Ngọc Linh chứ không phải phát cột. Tình huống dứt điểm quá nhanh và Ngọc Linh đã cho thấy cái duyên ghi bàn vào lưới của Thái Sơn Bắc. Lượt đi thì lập cú đúp và lượt về khi mà thời điểm các cầu thủ Thái Sơn Nam đang gặp khó khăn về mặt thế trận, về mặt áp lực tâm lý, thì Dương Ngọc Linh đã có được một tình huống dứt điểm xứng đáng 10 điểm. Một cú kê lòng thay người thì Thái Sơn Nam đã có được một pha uy hiếp về phía khung thành của Phạm Văn Tú. Không vào. Liên tục là những cơ hội và những tình huống bắn phá của các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. An Lâm tới, Từ Minh Quang, và dứt điểm bất ngờ của Thành Tín. Văn Vũ, Phạm Văn Tú đã dâng cao và bắt bài. Tổ này của Thái Sơn Bắc đã thi đấu khoảng 7-8 phút rồi. Những cầu thủ như Thành Tín, Từ Minh Quang, ta. Nỗ lực của Thành Tín, nỗ lực rất lớn đến từ Nguyễn Thành Tín, có lẽ chỉ để kịp các cầu thủ Thái Sơn Bắc dứt điểm. Và đúng lúc này thì tín hiệu báo hiệu thời gian thi đấu của trận đấu đã hết. Thái Sơn Nam đã giành chiến thắng 4-1 trong trận đấu được đánh giá là chung kết của mùa giải.